Dạ em xin chào tất cả các bác, các anh chị em Những người đam mê xe đạp, yêu thích bộ môn đạp xe đạp Cũng như những ai đang muốn tìm và mua cho mình một chiếc xe đạp thể dục thể thao ưng ý Phù hợp với bản thân Quan trọng nhất vẫn là chiếc xe đó còn phải thật sự là chất lượng Phù hợp với túi tiền và kinh tế của mình bỏ ra các bác nhé Hôm nay em xin phép em lên một chiếc xe đạp thể thao thuộc dòng xe MTB đó, tên xe và thương hiệu nó khá nổi tiếng ở thị trường Việt Nam mình kể cả thị trường quốc tế cũng rất nhiều nó bán rất nhiều phiên bản thị trường Việt Nam mình cũng có đang bán phiên bản này đó là bản phiên bản CMTB là Twitter mã của nó là Warriors. đó tiếng Anh em đọc không được chuẩn lắm đấy các bác thông cảm nhé Warriors bản Pro bánh 27.5 cung carbon chữ phản quang 7 màu hiện tại trên thị trường ở các shop đang bán là có sự có lời bán hơn 14 triệu. Đó, hơn 14 triệu chiếc xe đúng chuẩn và khung carbon phuộc hơi bánh 27.5 đúng với cái cấu hình như em đang quay đây. Hơn 14 triệu đấy các bác ạ. À. Đó, chưa em không nói sai đâu. Các bác có thể lên trên mạng các bác tìm hiểu nhé. Con xe này thì zin và nguyên bản gần như là 100% luôn. Đó, và con này sử dụng rất là ít. Ít hay không hay như thế nào thì em sẽ giải thích rõ. Tại sao cái xe này được sử dụng rất ít Đó và cái cấu hình trong tầm giá mà em bán ở trên video của em đây Các bác làm mà vừa tầm tiền vừa sai các bác mua chiếc này quá tuyệt vời Twitter thì 100% đó là thương hiệu của Đức nhé Sản xuất chiếc xe này thì không phải ở Đức đâu Ai mà bảo bán cái dòng xe này mà bảo sản xuất ở Đức Thì em khẳng định luôn điều đó là không đúng sự thật Chiếc xe này nó là thiết kế chuẩn và thương hiệu của Đức Nhưng sản xuất nhé 99% là sản xuất tại China, Trung Quốc đó nhưng nó là hàng chính hãng đó em sẽ giới thiệu chi tiết cấu hình đồ phụ tùng của chiếc xe này để cho các bác được hiểu thêm. Thật ra là trong cái tầm tiền em bán bây giờ ấy, cái giá của chiếc xe này các bác mua quá tuyệt vời đấy các bác ạ, à. không tội gì các bác phải mua mới đâu. Xe được trang bị nguyên bản cặp phanh đĩa dầu thủy lực của Taiwan nhé, Đài Loan đó là Techro, Techro là hãng của Đài Loan này, à, mã của đó là Suriga, bản này là bản đời mới nhé, dùng rất là chất lượng. Đó, nếu theo như tiêu chuẩn đánh giá nó còn chất lượng hơn, dùng nó còn bền hơn là cái bản MT200 của Simalo ấy. Đó, nhưng bản này dùng rất là ok này. Riêng cái Techo nó cũng khá nổi tiếng trên thị trường rồi. Đó, tiếp đến. Xe được trang bị nguyên bản nhá, là bộ cấu hình à, thương hiệu của Đài Loan. Đó là Red Chopet à, Red đời cao nhất và gần như cao nhất trên thị trường bây giờ. Tại sao em bảo nó cao cao là con này được trang bị đĩa một nhé, nhưng mà lít 12 tầng, đó các bác chơi bây giờ 11, 12 đã là rất là ghê gớm rồi Nhưng lift con này là 13 tầng nhá 13, 1 x 13 Tất cả các loại đèo dốc các bác đi cực kỳ thoải mái và dễ chịu Đây ạ, nguyên bản theo xe là cái tay lắm của nó đều bọc ra bên ngoài nhá Ra bên ngoài này Đó, cầm lắm rất là thoải mái Mồ hôi mồ kê là không là yên tâm này Không bị ngấm này Rửa giết nó cũng nha, rất là nhanh khô các bác ạ Đó Tiếp đến xe được trang bị nguyên bản là tay lái và post tăng chính hãng của hãng Twitter này luôn bằng nhôm Nhưng em phải ghi nhận là hãng làm rất là đẹp Rất là đẹp luôn Đây này tất cả những chữ của nó này đều in ở trên này như luôn nhé Này kể cả từ cái đầu ngoài lắp chụp Cái chữ Twitter này bằng nhôm đóng nó là uh, lồi ra ngoài nhé Sờ nó còn gợn gợn lên này Đấy, Rất là đẹp luôn Đấy, từ cái post tăng lại cũng vậy này Từ đỉnh lắp chụp Tất cả chính hãng Nguyên bản theo xe luôn Đấy Phanh tách bên trái đây ạ Suriga đây rất là ok, tay lắm ra bên trái đây các bác nhé Đó, và tiếp đến Xe này được trang bị nguyên bản là Chiếc phuộc hơi nhá Phuộc hơi các bác nhá Đó, phuộc hơi chính hãng của Theo xe này luôn Đấy, phuộc hơi là Bên này nó có chữ AIR này Đây là cái lắp Các bác vặn ra ở trong này Nó có sẽ có một cái van để bơm hơi Tất nhiên trước khi bán cho các bác Em đã căn chỉnh hơi đầy đủ rồi Các bác về dùng có vài năm Không bao giờ phải suy nghĩ Thoải mái luôn đó và nguyên bản là xe được trang bị là cái khóa rô motor thông minh bấm hành trình ở trên tay lái Đó các bác đi vào cung đường đẹp Tất nhiên quán tính các bác muốn đạp xe là vọt nó trớn về phía trước Đạp nhanh nó đỡ bị mất lực là cái thụt này là nhún này Đỡ bất lực thì các bác ngồi trên xe Các bác chỉ cần ấn này Ấn cái khóa này lại Đó Đấy thì là thụt này nó sẽ cứng lại không nhún Các bác đạp rất thoải mái Còn các bác đi vào những cung đường xấu Tránh trường hợp nó sóc nó ê người ê mông ê tay Các bác ấn vào cái nút bên cạnh này Nè nút đỏ bên cạnh này đó là kêu tạch một cái Tạch một cái thôi Là ok nhún rất là êm ái luôn Đây đi ít hay đi nhiều các bác phải để ý ở cái cái ti phuộc này này Đấy, Nó đen ống từ trên xuống dưới Sơn hầu như nó đều nó không bị mòn Là cái này nó đi sử dụng ít thì nó mới được như thế Đó các bác nhá Tất cả vai thuộc vai phuộc ở hai bên này đều là bằng nhôm hết Đó và tiếp đến xe được trang bị nguyên bản là Mayer, cũng là vành, cũng là cổ red chopet này luôn đó cái dòng uh, cao cấp của Twitter này là quy khóa chân đều có quy nhá, khóa chân ở lăn hoa này chống xé vành này đó và đĩa zin theo xe cũng là đĩa Tacho Taiwan luôn này đó theo vành luôn à theo theo tay phanh luôn kể cả củ phanh dầu này Tacho Surigan này cả trên tay phanh lẫn củ dưới đó trục của xe này nó là trục dạng kiểu trục bốt nhưng vặt 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 nhé các bác nhé đó đây ạ à, vành cũng là Retro này duyên bản theo xe và cặp lốp trên xe này zin nguyên bản đó tại sao em nói con xe đi ít ít thì cặp lốp nó nguyên bản thì các bác nhìn rõ này lốp của con này nó là thương hiệu Innova Pro này à, Trang đó bánh 27.5 nhé đây các bác này thông số của nó đây ạ 27.5 nhân 2.25 nguyên bản theo xe đây còn rất chi là dày luôn lốp của nó rất là các bác mà mua mới cặp lốp này đắt này cực đắt luôn đó tiếp đến đây các bác nhìn cho em này những cái vòng điện chém cổ đều bằng carbon hết nhé à, carbon không một trăm bằng carbon tất cả thông số ở trên này đây tiếng anh thì các bác thông cảm em uh, không được sành lắm nhưng mà em cũng uh, uh, quay rõ để cho các bác biết nhé nhiều các bác biết tiếng anh này các bác biết ngay đó không carbon dây toàn bộ âm sườn nhé dây đề mới âm sườn nó cắm ở ở đầu này à, có những dòng xe là cắm ở bên sườn này nhưng mà em nghĩ là cắm ở đây này là gọn gàng nhất nó đỡ bị cọ vào cái đoạn này đó rất là ok luôn này, chữ của nó phản quang nhé rất là đẹp cực kỳ đẹp luôn đó, đây các bác nhìn cho em này Đó, các bòn nhìn nó rất là đều xe à, Đùi đĩa cũng red to pet Tất cả là zin bản hết, kể cả từ đôi bê đan này Đó, người chủ rất là giữ gìn nhá Từ đôi bê đan này luôn này Đó, các bác nhìn thấy không Rất là đẹp, đều BB chạy bạc đạn nhá Chạy bạc đạn nhá, đây là size này Size là size S nhá Size S này, cực kỳ ok, bánh 27.5 này Đó, đây Các bác nhìn này cọc yên này cọc yên này là cọc yên nhôm nhé zin nguyên bản này đến yên cũng zin nguyên bản theo xe này luôn này đó đấy phanh sau phanh trước tất cả trước sau đều là bốt hết bốt chụp bốt vặn nhé đây phanh này các bác nhìn cho em này đó củ phanh dầu tách trô tất cả tất cả hệ thống trên xe chạy bạc đạn cối lổ nhé may ơi trước vành sau đều là red cho pet tất tần tật kể cả từ clip để các bác nhìn này cái dòng này của nó chất lượng lắm rất là ok luôn trong tầm giá luôn lốp sau các bác nhìn chịu tải nhiều nhất này nó rất chi là là À, còn mới nhá đó nó phải một chiếc xe nó còn mới hay không nó còn đi ít hay không là phải nhìn toàn bộ tổng thành tiếp đến xe được trang bị củ đề retropet đây là củ đề dành cho mtb cái mã này là mã em khẳng định với bác là mã gần như là cao cấp nhất đó 13 tầng lít thì các bác đi tất cả các loại đỉnh đèo dốc không bao giờ phải suy nghĩ lại vẫn còn vuông thành sắc cạnh màu sơn còn đẹp như này cơ đó đây riêng cái bản cao này để những cái, cái ốc này đều là dạng kiểu ốc titan này, màu titan này và ở dưới cái tai đề này của nó là các bác nhìn cho em để ý vân này là tai đề vân carbon nhá, vân carbon đấy. Rất là ok luôn các bác ạ. Đây ạ, Chụp đùi đĩa bên này cũng là red chopet này. Đó, cốt giống bạc đạn ngón tay em cho vào đây cho các bác biết nhá. Đó, cực kỳ ok luôn, 113 này các bác chạy sướng lắm, tất cả các loại cung đường đèo dốc luôn. Và em quay tiếng cối lổ cho các bác nghe này. Phải ghi nhận là dòng red chopet này tiếng của nó rất là hay các bác ạ. này Ấy. Các bác nghe hay không? Riêng Z phép thì nghe tuyệt vời Cực kỳ chớn Các bác nhìn cho em này Đứng thẳng lên trên này cho các bác nhìn nhá Lốp thẳng tắp luôn này Sang bên này để cho các bác nắm Cũng như nghe thưởng thức Cái tiếng cối lổ và cái độ chớn Của cặp vành may ơ này Một chiếc xe đạp nó chất lượng hay không Vành với may ơ nó cũng rất là quan trọng các bác ạ Đấy, nó chất lượng trong cái tầm giá nhá Đó Em xin phép bóp phanh này rồi tách nó dùng sướng lắm các bác ạ à. trên xe thì có có gọi là có cái đèn nháy nó là đèn vừa thôi nó cũng chả phải đèn đắt đâu đèn rẻ tiền thôi nhưng mà các bác có là ok rồi về dùng luôn không phải suy nghĩ đây em quay tổng thể à đây hàng chính hãng này xin xin nữa là em quên các bác nhìn cho em này kể cả dưới gầm nhá nó phải có đầy đủ này tem này các bác nhìn thấy chưa mã của nó là bản lx này a 001 1066 Đó Mã khung nhá Nó phải quay rõ ràng để cho các bác nhìn Và em quay tổng thành cả xe cho các bác À đây Chỗ này em tí quên Đây các bác nhìn cho em này Khung của nó Kể cả từ thông số nhá Thông số này Kể cả từ khung tất cả tem của hãng nhá Đầy đủ ở trên xe Chứ không không thể là mà lệch được đâu các bác ạ Đấy Kể cả là Từ những cái dòng chữ ở đây này Cờ này Cũng in thẳng trên xe luôn Tất cả Khung carbon Đó Em quay tổng thành cả xe này Xe là size S Bánh 27.5 Chiếc xe này là phù hợp cho người 1m60 Đó 1m58 các bác đạp quen thì vẫn đạp được 1m60 Trở lên đến tầm khoảng độ 1m7273 Đổ lại đi là phù hợp nhất các bác nhé Đó Và giá mới thì em đã nói rõ từ đầu video Và cuối video em vẫn phải nhắc lại cho các bác biết này Giá mới ở trên thị trường Mình toàn mười mấy triệu thôi nhất các bác cũng phải mua tầm 13 14 triệu. Đó, trên thị trường lên cái giá của chiếc xe ngày hôm nay. Tất nhiên xe lướt zin 100%, đồ còn rất ok. Em để cho các bác với cái giá là 9 triệu. Rẻ hơn mua mới cực kỳ nhiều luôn. Mà em lại bao ship toàn quốc. Với cái giá 9 triệu các bác cũng sở hữu được một cái chiếc xe khung carbon. Cấu hình zin, lốp lab zin. Chất lượng như này. Trong tầm giá là các bác vừa sai vừa túi tiền các bác mua chiếc này rất là ok luôn các bác ạ. Đó. Tất cả 100% xe bên em là xe nhập lướt nhé. Đã qua sử dụng không tránh được về vấn đề cũ hoặc xước sát theo thời gian. Ví dụ như chiếc này quanh xe có xước nhỏ nhỏ. Xước nhỏ nhé. Ví dụ những cái tay phanh này một vài vết chấm xước hoặc là những cái chỗ tay lái này. Không thể tránh được. Đó. Không thể tránh được đâu các bác ạ. Đây này. Tay phanh một vài vết xước này không thể tránh được nhé. Nhưng mà đây này thấy vai phuộc tì phuộc là còn rất là đẹp luôn này à, chấm chấm li ti như đầu quay tăm thôi chỗ này là có xước nhưng đây là cái tem nhá đây là cái tem phuộc thôi chứ không phải phuộc xước đâu các bác ạ vành viếc may ơ tất cả đẹp lắm lốp lát ngon lành trên khung cực kỳ chất lượng có toàn bộ khung thì có nhá những cái màu đen kiểu bóng bóng như này thì nó có những cái vết nó quá nhỏ Đấy, nhỏ cực kỳ ở trên khung chỗ là to em sẽ báo nhá nhưng mà chỗ nhỏ thì em vẫn cứ quay cho nó cẩn thận Đấy kể cả là xe vài chục triệu hay xe vài triệu Vẫn cứ quay như nhau luôn Phải cẩn thận các bác ạ Đây đùi đĩa còn rất là ok Chữ nghĩa ok này Đấy, bàn đạp này thì một vài vết xước này không tránh được kể cả các bác mua mới về một đạp một hôm có thể xước không tránh được nhưng bàn đạp này ngon nhá bàn đạp này nguyên bản theo xe này nó chạy bằng bạc đạn đấy các bác ạ đây những cái đuôi càng sau này đó cũng có một chút thôi nhỏ nhỏ đây không đáng kể gọi là xe lướt thì không tránh được không tránh được đâu các bác ạ nhưng tổng thành nó phải là đều và đẹp Đấy đuôi càng bên này này Các bác nhìn cho em này Gọi là sướt giam thôi Nhỏ thôi các bác nhá Chỗ nào to là em báo Không có đâu Chỗ này thì không phải nhá nó gọi À có này một chiếc nhỏ nhỏ ở đây này Chỗ này là chỗ trước Là cái xe là nguyên bản Nó có một cái miếng để can dán ở đây Để chống văng xích Chắc người chủ người ta bỏ ra người ta bóc Các bác ạ Đấy Nói chung nó cũng không phải sướt đâu Nhìn nó thế thôi bé tí này nhỏ này ừ, chỗ này không phải xước nhá chỗ này gọi là bụi bẩn thôi không phải xước bên càng phục bên này này chỗ này tem đấy nhá các bác nhá cái tem thôi chấm chấm thôi nói chung tổng thành còn rất là đẹp em quay rất là kỹ yên này không có rách nhá yên zin bản không có rách đó zin bản không có rách đâu chỉ có chỗ này là cái xương nhựa này này chắc là tự dựa vào tường thì hơi hơi xước nhỏ nhỏ tí thôi nhưng không phải trên bề mặt da xước này đâu nhá đó tổng thành em quay rất là kỹ càng Đâu có phải là xe rẻ là em quay ẩu đâu. Giống y như, như nhau các bác ạ. 9 triệu mà các bác mua chiếc này quá ok đấy. Em tham gia thật trong tầm giá. Vâng. Em xin phép kết thúc video đây. Em cảm ơn các bác, các anh, các chị đã xem video của em. Ai quý mến em đăng ký kênh, ủng hộ, tạo động lực cho em để em nhập những con xe thật là đẹp, thật là chất lượng để về phục vụ toàn thể mọi người. Em xin phép em chào mọi người ạ.